À, con mời một người ăn à? Con ăn từ từ thôi. Hôm nay con ăn trưa với mì ý, sốt bò bằm và bí bí mẹ nướng với cả dưa chuột. Con ăn dưa chuột đi. Con ăn bí. À, mẹ quay để mẹ ăn cùng con luôn nha. Thằng con mẹ ăn trưa cùng nhau nha. Cam à, cam ăn phải bằng của mẹ luôn đấy. Cam lấy thìa cam đảo, cam lấy thìa cam. Cam ăn. Đây của con đấy giống nhau. Của con, của mẹ giống nhau mà. Đây này giống nhau này. Giống nhau mà. Con ăn đi. Con nhai đi, phải nhai, nhai đi. Khó quá ta. Con để ngang này. Con để ngang cái đĩa này. Đó. Wow. Con mời mọi người hả? Không nhai mọi người. Con nhai, nhai. Đói quá à, sáng hay không chịu ăn. Bố cho ăn mà không chịu ăn. Con ăn đi. Của con của mẹ giống nhau mà. Ăn từ từ thôi, ăn từ từ đi con. Ăn từ từ đi. Ngon bí à? Mẹ có rồi, mẹ con ăn đi, mẹ cảm ơn nhé. Mẹ có rồi. Con ăn đi. Đây của con với của mẹ giống nhau mà này. Con ăn này. Giống nhau. Giống nhau đây này, cho này, cho thêm này. Cho thêm này. Đây của con đây. Của con thì mẹ cho ít sốt nhạt, của mẹ mặn lắm. Mặn. Con ăn đi. Bị sót à? Con bị đứt tay, bị sót đây, mẹ lấy cho con để mẹ lau tay nhá. Tại mẹ xíu. Lấy thìa xuống. Chắc bị xương móng râu quá à, đau quá à. Thìa đây, thìa đây. Thế đấy lắm. Lấy thìa xúc này. Chưa, đỡ chưa? Tối nay dì bóng bay rồi đấy. Mai dì bóng sang đấy. Mai dì sang con ra sân bay đón dì nhá. Con ra sân bay đón dì bóng nhá. Nhá. Này cái lúc dì bóng sang con đi ngủ mất tiêu rồi luôn ấy. 7 giờ dì bóng mới sang đến nơi. Hay mai ra sân bay đón dì xong rồi về ngủ ha. Đau tay à? Đâu mẹ xem đâu? Đâu tay nào? Tay nào đâu? Tay này à? Đừng xoa, con xoa thế thì nó vào hết tay, mẹ lau sạch rồi, con lấy thìa con xúc này. Rồi con lấy thìa con xúc. Cho bị xước móng râu mọi người à. Xong rồi đậu một cái sốt cà chua này nó mặn mặn.
mặn mặn chua chua là sót đấy, bị sót đấy. Đây con đau lúc nào con đau rồi con lấy con lau khăn, con lấy khăn con lau. Không tội nghiệp. Thế đây mẹ, thế mẹ xúc giúp nhé, mẹ xúc cho con nhé. Cho cái sốt bọt vào này mẹ, mẹ xay nhỏ ra, nhỉ, xay nhuyễn thịt luôn, với cả cà chua luôn, cho nó quen mà, ăn thì nó ngon. Con lấy cái dĩa này, con xúc được mình này, lấy cái dĩa này, đây đây đây, cắm được này. Cắm hai đầu luôn, cho mồm. Dưa leo mấy hôm mẹ để cả vỏ nên là ăn nó cũng bị hóc. Hôm nay mẹ con lột vỏ ra ăn đỡ hơn. Con ăn thêm rau vào cho nó đỡ khô ấy. Lau mồm. Lau 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 tay, đưa mẹ lau tay cho. Mẹ lau tay cho. Chị lau tay. Ngày hôm sau sao ra. Ăn đi mẹ bỏ. Mẹ bỏ cho con. Mẹ bỏ cho con. Ôi ôi. Tí hẹn đi, ăn xong đi rồi mẹ rửa tay cho nhé. Mẹ rửa tay cho sạch. Xong rồi ăn với quất nhé. Chắc chán về quất rồi. Đi vườn về quất ăn chán rồi. Phải không? Có phải chán rồi không? Ăn miếng dưa leo quá. Há mồm. Nó nhìn mẹ ghê đấy. Nhìn ông chấm mắt luôn đấy. À, đưa mẹ bón mì cho. Nghe mẹ ăn sớm sớm quá. Bây giờ mới 1 giờ kém đã ăn rồi. Giống nhau, con của mẹ giống nhau. Cứ đợi ăn đĩa của mẹ, trong khi đĩa của hai người thì giống nhau. Thơm. Cái mì này ngon nhỉ? Để mẹ bảo bố xong mua mì này ăn nhé. Đỡ phải. Cho nó xoắn nhỉ? Mì này bốc được. Con bốc tay được ấy. Con ăn bí đi. Con ăn dưa leo không? Giờ mẹ ăn ngon 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 ngon. Ôi trời ơi. Của con với của mẹ giống nhau. Của con đây. Không, cái này của mẹ. Không được, đòi. Của con đây, con ăn của con đi. Con muốn đi ra, không ăn nữa à? Không ăn nữa, thế mẹ dọn ở đây. Không ăn nữa, đưa mẹ dọn. Thế không ăn đây không? Đào rồi, đào. Thế để mẹ ra mẹ rửa tay cho nhé. Cũng ăn hết được 2 phần 3 rồi. Để mẹ ra mẹ lau tay cho con nhá. À, đưa cho mẹ. Thôi bye bye mọi người đi, con bye bye đi. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye.